Thế giới động vật là kỳ con rắn tự ăn thịt chính mình. Video con rắn có hành vi kỳ lạ, tự nuốt đuôi của chính mình đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo Newsweek, một cư dân mạng đã đăng tải video về động vật bò sát có hành vi kỳ lạ kèm theo chú thích tôi nghĩ con rắn này bị sao rồi, nó tự ăn thịt chính mình. Đoạn video nhanh chóng thu hút được hơn 86.000 lượt quan tâm, yêu thích của cộng đồng mạng. Ông Matty, chủ nhân của con rắn cho biết, hôm nay con rắn này đã thực sự nuốt chửng chính mình tôi không biết nó bị như thế này bao lâu rồi con rắn tự nuốt đuôi của mình tạo thành một hình chữ o tròn trĩnh nó được chủ nhân giúp đỡ bằng cách bôi gieo có cồn vào miệng sau đó đã nhanh chóng nôn ra và trở lại bình thường hành vi kỳ lạ của con rắn đã được chủ nhân của nó ghi lại lý giải về hiện tượng kỳ lạ này animal food planet giải thích Hiện tượng rắn tự nuốt chính mình không liên quan đến tình trạng đói mà do nó đang mất khả năng tự điều nhiệt hoặc đang bị căng thẳng. Còn theo một số chuyên gia về động vật, rắn ăn đuôi của mình có khả năng là do phản xạ nhầm. Hầu hết rắn săn mồi bằng cách cảm nhận thân nhiệt, chúng thường vẫy đuôi để thu hút con mồi. Đôi khi do tầm nhìn hạn hẹp nên chúng thiên về sử dụng phản xạ và đã nhầm tưởng đuôi của mình là mồi nên nuốt phải. Ngay sau khi nhận ra nhầm lẫn, chúng có thể tự nhả đuôi ra. Tuy nhiên, trong trường hợp đó là một con rắn độc, nọc độc, độc của nó sẽ vô tình tự làm hại chính mình.